Xin chào các bác. Chào từ phiên chợ nhưng mà mò ra chợ. Đấy, Vĩnh một cứ gọi vào là quay phim quảng cáo cho U mà. Ừ, nhất trí. Tiện chả làm gì, quay phim cho vui. Các bác biết mà bà cũng bán được cây. Đấy, mình thì vui, chả có cái gì gọi là phải câu nệ cả. Đấy nha. Đấy, ui ơi, cái khế nhiều quả quá. Khế ngọt nhỉ, ui nhỉ. Khế ngọt nhỉ, quê hương trùng khế ngọt đấy. Đây, dáng đẹp này. Nhưng nó là khế ngọt nhỉ. Thân phúc lục thọ này. Này nó phải mấy tấn quả nhỉ. Trứng quả. Đấy. Ngọt đang ăn này. Kể ra mà ấy, chơi Tết này hay đấy. Chơi Tết là hay đấy, đang hay. Đấy, sâu xếp. Chuột nó cứ trèo lên nó ăn đấy. Chuột. Đúng rồi. Ngọt đấy. Chứ chua thì nó chịu. Đấy. Đấy, cái khế. Cái khế này là bao nhiêu tiền đấy ạ? Khế này có 2 triệu. 2 triệu. Có 2 triệu thôi. Gốc 15. Quả 4 mùa. Đẹp, quả 4 mùa. Đấy. Giá có 2 triệu. Tí nữa uống mời con cơm nước đàng hoàng ăn chuyên cơm đâu. Đấy, mỗi cây to to mà gửi mà cứ đuổi mắt mang về. Trả cho gửi. Tết đến rồi, hàng Tết này sắp về. Gớm, để đấy cho nó đẹp vườn. Đây à? Đây linh sam hoa trắng này. Đấy, cứ giới thiệu với cả giá luôn đi. Linh sam hoa trắng là một ngọn trực, một cành hoành, giá có 2 triệu. 2 triệu. Ừ. Hoa trắng là hiếm nhất trong các loại linh sam. À, hoa trắng hiếm nhất đấy, linh sam này. Rồi cái chậu này cũng hay đấy nhỉ. Cái chậu là cái chậu cổ, để dòng cái linh sam theo hợp lý. Cái trồng đi lại còn về có 800 nghìn cái chậu. Cái nào? Cái đây là cái du. À cái du. Đó. Du phôi. Du phôi. Du phôi là bao nhiêu tiền? Cứ 800 mà không thì 700 bán. Cái du này á? Vâng. Ừ, thế rẻ quá. 700 cũng bán. Còn đây là cây này là cây nguyệt quế. Là bến nước Sơn Đình. Ôi à. Đây là cây mai chú thủy. Vừa lại mua nguyệt quế. Năm có quả có hoa. Nguyệt quế thì được cả hoa cả mai này. Có 1,5 triệu thôi. À. Cả mai cả nguyệt quế. À, hay quá. Đấy quả này. Siêu quả. Chín đỏ đây. Tết là chín đỏ đấy. Tết là chín đỏ. Đây là hàng toàn hàng giá rẻ đấy. Hợp lý, còn hàng đắt thì có. Đắt có, rẻ có, bình dân có. Ui, sung đấy. Sung. Sung nghệ thuật là chiếu quả, siêu quả là siêu quả. 700 nghìn. Có 700 nghìn. Vâng, quanh năm có quả. Hay quá. Hay quá. Sung đấy. Còn đây linh sam đẹp như thế này là có 300. À, có 300 nghìn một cây linh sam. Đây một cây linh sam đẹp này có 300 nghìn. Ờ, đấy. Này mua về chơi Tết hay quá. Đây hoa đấy. Tím đang nở đây. Ừ. Bán nó gọi là có lãi nhưng mà chỉ tí chút vui tuổi già. Đó. 300 nghìn. 10 cây là bà thoải mái vui. Một đôi thác đổ như này có 600 nghìn. 600 nghìn một đôi. Đó. Đây cũng là linh sam. Phát đổ như loại nhỏ đấy. Hơn thân một đẹp là cũng 300 nghìn. Nghe giới thiệu hôm nay, nghe giới thiệu. Không, đúng 300 nghìn, hơn nghìn. Cũng không bán. À, hơn không bán. Đúng 300, hoa tím đẹp. Rồi. Còn me này, me đây. Cây này là cây hai thân song siêu này. À. Là cây linh sam trái. Rồi. 2,5 triệu. 2,5 triệu à? Linh sam trái, hai thân đấy. Song siêu. Con này quý đấy. Quý đấy, sam núi đấy. Sam núi nhiều quả đấy. 2,5 triệu à? Ừ. Lý đấy. Thay cái chậu đi, thế là đẹp. Cứ để họ mua họ thay. Đó đấy, nghĩ là ông nào mua về thì thay. Đẹp đấy. Chiếu quả quanh năm. Ừ. Quan trọng là nó có trái. Có trái, không lúc nào cũng có quả, nó gọi là linh sam trái. Rồi. Đấy. Chín rồi này, chín hết rồi. Chín đỏ, gần máy cho mình xem cả. Chín đỏ luôn. Đấy, còn cái me này là bao nhiêu tiền nhỉ? Cái me bán 6 triệu. Bắt đầu sang hàng đắt tiền rồi. Hàng đắt tiền là 6 triệu một ngọn trực một cành hoành. Ừ. Đường kính gốc 20. Rụt rịt. Rụt rịt. Đường kính gốc 20, đọc cả đường kính gốc. Mà mối hơi to, nó chỉ đi xa thì hơi vất. Không nào rồi gần gần ra mà lấy.
hợp lý đấy. Bán rẻ nhất ở đây rồi đấy. Me đẹp. Này thì nhiều cây lắm, giới thiệu cả ngày. Nhiều lắm, cả tất cả cả 6 vườn cây khoảng 4.000 cây. 4.000 cây. Này gọi là doanh nghiệp lớn rồi đấy. Khoảng 4.000 cây to nhỏ lớn bé. Doanh nghiệp lớn rồi đấy. Xong rồi cháu ra đây cháu làm thuê về quay phim. Trả mai lương. Cháu cứ ra đây. Giá là cần trả lương. Lương bổng rất là tí. Lương bổng à? Có lương à? Người làm thì 300.000 một ngày. 300.000. Làm gì? Làm linh tinh mọi việc. Tỉa cây nhá. Tỉa cây quay phim. Đúng rồi. 300.000. 1.500. 300. Thì nó có thêm của quay phim 500 nhá. Nuôi một mình nó đấy. bằng cả nuôi chục người. Gì thế? Còn cây này là mà nó lại biết làm cây. Lá nhỏ năm điền thì năm phải điền. Đứng mặt này quay chứ. Cây này chỉ có 2 triệu đồng. Nốt cây me này cái đã. Gì đấy mà có 2 triệu thế. Đây, năm cây điền. Này là cây năm điền, cây lão mai. Ừ. Dáng rất đẹp nghệ thuật. Đúng đấy. Hơi to nhỉ. Này ông là nhà to to chơi nhỉ. Đấy, cứ 7-8 ngàn này ra chọn thoải mái. Nhiều lắm, 4.000 cây các loại. 4.000 cây. Lá hán 1-500 cây. Đấy. Tùng lá hán 1-500 cây. 500 cây. Lớn bé loại từ 200 cho đến 100 cho đến đấy. 3 triệu. 3 triệu. Đến 10 triệu. 10 triệu. 60 triệu. 60 triệu. 50 triệu. Đắt nhất là 60 triệu. 80 triệu. Nhìn không ngờ cây 80 triệu. Đây là cái mai chú Thủy này, mùa đông mà hoa mai vẫn nở đẹp này. Đấy. Đây này. Đúng rồi. Mùa đông mà hoa mai vẫn nở đẹp mà hoa mai là thơm lắm. Ừ. Có 4 cây như này. Nghe giới thiệu nghe là 4 mùa nhỉ? 7 triệu một cây. Đấy. Cao độ 2 mét. 7 triệu cây này. Đường kính gốc 13. Tay tàn đẹp. Tỉnh quá nhớ cả đường kính gốc kìa. Nhớ chứ. Đấy. Thì ở đây, Linh Sam tiếp đây. Linh Sam này, Linh Sam hoa tím. Đấy. Bao nhiêu tiền một cây? Cành hoành. Bao nhiêu tiền một cây này? Cây này là bán 1.700.000. 1.700.000. Đấy, gốc kia cũng hay đấy. Mai lại bán được khối cây đấy. Người ta cứ ra thẳng đây, người ta mua, người ta biết. Cần biết cháu là ai đâu. Đây cây là này cũng thế. Hoa trắng này. À, này cây này. Cái trắng này trắng. Là 2 triệu này. 2 triệu, trắng lại đắt hơn trắng tí. Trắng đắt hơn tí. Nhiễm hơn, đắt hơn. Ở trong kia có cái cây si cổ mới về mà không trồng không? Đã kịp làm đâu. Cây lý là mấy đồng? Còn cây này là có 300.000 này. Cây này là cây... Thông. Cái thông ba lá. Thông ba lá. Sao lại biết nó là ba lá? 300.000, vẫn luôn. Sao gọi nó là ba lá? Đây à, vì một nhánh nó có ba lá đúng không? Cái rễ của nó lên đây nó mỗi nhánh nó có ba lá đúng không? Đó. Hỏi thử em có biết không? 300.000 một lá, à 100.000 một lá. Thông ba lá 300.000. Đây phi lao này là bán 3 triệu. Thế thôi. À. Cũng được. Cần thăng. Những cái con cần hàng thăng mà... này là bán có 150 này. Ui, 150 một cây à? Nó làm tháng lương được nhỉ. 150 cây. Đây là cây hoa giấy hai màu này. Nghệ thuật này. Nghệ thuật đấy là bao nhiêu tiền đây? Nghệ thuật đấy là bán 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Đường kính gốc 17. Rồi. Dáng đẹp nghệ thuật. 3 triệu rưỡi. Đó. Đây thì đi vào trong kia để mấy cái cây to to trong đây. Kia thế này. Tí nữa ra đây quay lại tiếp. Quay đây à. Ôi giời ơi, có trò cái gì đâu mà quay. Kỷ niệm cây bonsai đẹp đẹp nào. Ghê quá. Nó quay cho cô đi làm. Tiền ông gì? Ra. Ui giời. Không đã đang. Quay ra đây. Long cổ. Long cổ La Hán, long cổ. À đôi này đợt là bảo là 150 triệu à? Một đôi đấy đúng không? Hả? À? Đôi ăn lông này 100 năm tuổi. À 100 năm tuổi nhưng mà tiền như thế? Tiền 100 triệu một đôi này. 100 triệu một đôi à? Tưởng 100 năm tuổi. Tưởng 150 tuổi thì 150 triệu chứ. Thế thì hơi lỗ đấy. Mỗi năm được có triệu bạc.
chưa được 1.700.000. La Hán. To đấy, rồi nhà ông nào đẹp đẹp biệt thự đường nhỉ. Kính góc 20. Biệt thự nhỉ, nhà ông nào biệt thự nhỉ. Đường kính góc 20. Đấy, nhà ông nào biệt thự thì chơi. Đấy. Y như đúc. Hai đường con như đúc. Hai con là như đúc này. Cứ thư thư cho cái cây kia trở về nhá. Lại bắt bây trở về. Lộc này lộc nhưng bây giờ có anh trở được chứ trở. Thế muốn trở về lắm nhưng cứ để mua để đây làm gì. 20 mà già bẹp thân rồi. Đấy. Quay cái ý. Có điều là nó to cho nên phải đứng xa. To lắm. To. Đấy. Bông càng đẹp. Chân chiếc đẹp. Bông râm này. Bông râm này dày bí này. Đấy. Cắt cái gì đây? Đấy. À, nhìn thấy là biết rồi đấy. Nếu mà ai mà có hai bên tiền sảnh ấy, đằng trước cửa mà để thì đẳng cấp đẹp. Như cháu chưa có nhà có chơi được không? Có gì? Chỉ sợ không có tiền, nhưng còn có tiền mà đẹp như này thì ai sẽ chơi được? Không có nhà này mà để. Thế đẹp thì bao giờ đi trước thời đại khi còn những người có tiền mà khi lại không. Không mua lúc bán đi rồi thì chả còn thời cơ mua. Thế mua xong rồi gửi đây có được không? Vẫn được. Vẫn được à? Lại 3 hôm lại bảo thôi hết chỗ rồi. Quá đẹp, không thể nghĩ. Rồi. Một con ngũ 1 2 3 4. Ngũ phúc với có tử đây. Đường kính góc góc đều như cưa long cổ. Long phúc. Dáng long thăng. Long thăng á. Long cổ đấy. Long cổ. Long cổ là rơi cổ à? Long cổ nó là nhiều năm tuổi rồi. À đấy. Tay cành đóng chuẩn không lỗi nhất nào. Sau này lấy cái bàn chải đánh cái này đi, sau nó đỏ không, đẹp lắm. Nó già không đánh. Nó đỏ đẹp. Cháu thích chơi là nó đỏ đỏ. Mỗi người cũng. Người ta phải giữ nguyên vẹn cái chất cổ. Ông nào thích về cạo thì mang về mà cạo. Nguyên vẹn chất cổ. Mua về mà cạo. Không thay đổi được cái chất cổ. Rồi. Đấy, để ra quay mặt trước đây. Mặt trước là vướng hoa nữa. Vướng hoa được. Tật này quay đủ rồi. $100.000 à? 100.000. Đấy. Lòng cổ. Hơi khó vào. Nhà to nhà đẹp. Có tiền mà chơi đối thì còn. Rồi. Rồi xong cái vào trong này cái đã. Rồi. Nhiều lắm. Này hỏi có mà trả lời mỏi mồm. Ở đây là có mắc gì hôm trước. Đây. Để cho bác xem cái cây. Cây bồ đề đây. 6 triệu đây. 6 triệu đây. Chỗ đẹp, mịn rồi. Những cái này chỉ tầm 3-4 triệu cây thôi. Cái tầm vào khoảng 4 triệu. Nó không có lối vào. Không có lối vào. Chật lắm. Đấy. La Hán. Đây thì vào trong. Ôi thích cây nào thì cứ ra xem bác ạ. Hoặc là hỏi tôi hỏi cho. Nó nhiều lắm. Hỏi kìa. Hỏi cái thì có mà mỏi mồm. Nhật quế này. Phi lao mà nhỏ nhỏ bây giờ nhiều người chơi đấy các bác. Chứ còn to thì lại bình thường. Nhiều khi chơi nhỏ đắt hết đấy. Mè này. Đang kiếm một cái cây nào đấy to to để cùng một công chở thuê xe trở về mà mới mua được một cây. Không bỏ trên xe. Đấy, mè này là bao nhiêu tiền đây? Đấy, cái mè này. Ừ. Quay mặt đẹp mà phải 6 đồng à. Còn những cây cần thang này có 500, 300 ừ. Có cây nào mà kỷ niệm cháu đâu nhỉ. Không bảo kỷ niệm cháu cây nào. Đã có cây nào đâu. Thế à. Nhớ nhầm chết. Nhớ nhầm này chết.
dưới bóng mè đây. Lại đi về không báo giá tiếp à? Ừ, bên trong vườn nữa, mà còn mấy vườn nữa cơ. Xuất sắc hẳn thì tôi không không nói, nhưng mà để lựa chọn từ bình dân cho đến tầm trung về tiền ấy, về dáng dấp thì mới có thoải mái lựa chọn. Về thì làm đẹp tiếp. Đấy. Mới hôm rồi mưa rét lắm rồi bác ạ. Đến tận sáng nay mới tạnh đấy, mới có tí nắng đấy. Vẫn lạnh lắm. Hà Nội vẫn lạnh lắm. Đấy. Thì tôi sẽ làm một cái video quay mấy cây me của